Đẹp. Cả 14 này thì đánh được những cái con thú từ 7 kg đổ lại anh em nhé. Hôm nay sẽ là một con cá. Lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê thích đánh thú rừng trên toàn cả nước. Ngày hôm nay thì em xin chia sẻ cho anh em mới chơi là cách bẫy chồn bằng cạm kiềng để dựa trên lối mòn. Thì tại ngoài miền Bắc thì bắt đầu vào đến cái mùa đánh chồn rồi. Đấy, lý do thì những video trước em cũng chia sẻ cho anh em rồi ấy. Thì thứ nhất là lá cây bắt đầu nó chút lá để nó lộ ra những cái đường mòn để cho con chồn nó đi. Và cái thứ hai nữa là nguồn thức ăn nó sẽ hạn hẹp hơn thì con chồn nó sẽ thu vào những cái điểm mà nó nhiều mồi. Cái thứ ba quan trọng nữa là cái con ong rừng ấy. Đấy thì nó bắt đầu nó bỏ đi rồi. Nên nó di cư vào miền Nam nó tránh rét rồi thì mình đi đánh thì là rất là an toàn. Còn về đánh chồn bằng cạm kiềng ấy thì lựa theo khu vực anh em nhé. Đấy, ví dụ khu vực anh em mà chồn, ví dụ nhiều chồn bạc má, chồn đèn, cây mèo chẳng hạn, thì anh em có thể là chơi sử dụng cạm 14. Còn ví dụ mà khu vực anh em thú to hơn, ví dụ cầy hương, cầy rông chẳng hạn, thì anh em có thể là sử dụng cạm 16 và 18. Thì đây là cái mẫu cạm 14 được anh em đang sử dụng rất là nhiều, cạm 14cm. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu mua thì có thể là tham khảo liên hệ ở bên cơ sở nhà em nhé. Còn về đánh thì những phụ kiện đi kèm thì đầu tiên là không thể thiếu được cho mình một cái cạm và một cái bàn nhẫm này. Đấy, dây phanh để buộc này. Đấy, dây phanh buộc và con dao. Đấy, dao đi rừng, cái thứ nhất là phát quang, cái thứ hai nữa là đào hố để đánh. Còn đường mòn thì anh em tìm cái vị trí đây, ví dụ như thẳng đây nó có lối đường mòn lên này. Đấy, lối đường mòn to như này thường thường là sẽ có chồn bạc má này, chồn đèn hoặc là cây mèo. Đấy, và nó sẽ chạy tụt xuống khu vực dưới đây. Đấy, theo cái lọng này, lọng bên. Thì cái điểm ở ngã ba này thì mình có thể là mình đánh ở giữa điểm ngã ba này. Đó. Thì nó sẽ đi lên từ hai hướng. Đấy, thì nó sẽ chết và hướng trên đây xuống nó cũng chết đây. Thì anh em lựa nhé, làm sao đánh ở cái điểm hẹp nhất. Ví dụ đây là cái điểm hẹp nhất này. Đấy, thì bên đây nó vướng cây gai này. Và bên đây thì mình sẽ tạo ví dụ như là những cái cây để mình chắn ở bên đây thì cho tránh tình trạng đi qua lõng này. Bắt buộc nó phải leo thẳng lên hoặc là đâm ngang, tạt sang. Thì em sẽ sử dụng đánh ở đúng vị trí đây. Rồi bây giờ thì chia sẻ cho các bác cách ra cạm luôn nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm được cái vị trí đánh thích hợp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đào một cái hố để cho nó vừa cạm anh em. Đấy, thì cạm 14 đây thì chúng ta sẽ đào một cái hố vừa tầm. Đấy, vừa tầm như thế này. Để chúng ta bắt đầu tiến hành. Cái đất này thì mình sẽ kéo sang một bên để tí nữa thì mình ngụy trang luôn anh em. Đấy, chúng ta ướm thử cạm xuống. Nếu cảm giác chật quá thì chúng ta có thể đào rộng ra một chút anh ạ. Đấy, đào làm sao mà anh em ướm tầm nhé. Cái vành cạm này bắt đầu nó vừa tầm đến với cái đất này, sau mình lấp vào thì nó sẽ vuông cạm hơn. Đấy, và công cuộc tiếp theo thì chúng ta sẽ luồn dây. Đây là cái dây phanh. Đấy, cái luồn dây này thì để buộc vào cố định khi con chồn hay con cầy nó nhẫm vào, nó tránh tình trạng nó tha mất nha anh em nhé. Đấy, và chúng ta ra cạm. Đấy, đây thì chúng ta phải ấn cái này xuống này. Đó, thế cạm nó mở ra. Đấy, mở ra thì chúng ta bửa cả hai bên ra như thế này. Đấy, thì cạm nó sẽ ra như thế này. Đấy, còn một cái cạm đẹp ấy thì anh em thấy thực tế trên video nó tròn vành như thế này này. Đấy, nhà em thì có bán cạm. Đấy, chỉ bán cạm loại một như thế này thôi. Đánh cái thứ nhất là nó ít gãy. Và cái thứ hai nữa là anh em đánh thì nó đảm bảo con thú nó vào nó giữ chắc chắn hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đặt xuống. Hơi chặt anh ạ. Hơi chặt thì chúng ta có thể là bỏ cạm ra một bên như thế này. Để quét rộng ra một chút nữa. Ok. Đến cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ bắt đầu lấp lại đất nha anh em nhé. Lấp lại đất để ngụy trang cho nó bằng lên. Cái dây này chúng ta để cho sang đây để tránh tình trạng nó bị lộ. Cái này thì dây em sẽ cố định em buộc luôn để cho dây nó im.
cách này đánh này thì rất là đơn giản mà cái tính năng hiệu quả đem lại khá là cao anh em. Rồi tất tay luôn. Cái đầu bên này thì chúng ta có thể là lấy con dao để thụt xuống để cho nó bằng lõng đi anh em nhé. Đấy, khi con cầy nó bước qua thì nó đỡ bị trợn chân. À, đến cái việc tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy cái lá để ngụy trang. Thì đây là cây lá em đã chuẩn bị sẵn thì anh em chọn cái lá mỏng thôi. Đấy, thì chúng ta lấp đất thì nó sẽ tiện hơn. Đấy, thì đây là cách đánh dựa theo lối mòn. Đấy. Anh em cứ áp dụng mới chơi thì áp dụng đúng cách này thì đánh sẽ đảm bảo với anh em là hàng sẽ lên đều. Đấy, còn cách đánh thì nó nhiều cách, ví dụ đánh theo bằng mồi dụ chẳng hạn. Anh em có thể là sử dụng mồi quả chuối. Đấy, thì em dụ những con trồn ăn hoa quả đấy. Còn ví dụ đánh cầy mèo thì chúng ta có thể là sử dụng mồi tươi sống, ví dụ con gà con hoặc con vịt. Ok, như vậy là đã xong rồi. Bây giờ thì cái dây này chúng ta phải lấp đây, cái dây trắng này. Đấy, phải lấy đất lấp đây. Đấy, để tránh tình trạng con cầy nó phát hiện ra anh ạ. Để những cái lá cây nó về những cái vị trí đầu tiên. Đó. Ok, như thế này thì đã xong một cái bẫy rồi anh em. Đấy thì thường thường là con trồn nó sẽ đi qua và nó sẽ nhắm trực tiếp vào đây này. Đấy thì bên đây ví dụ mà nó hở quá ấy, thì anh em có thể là lấy thêm một hai cái cây anh em cắm lên để chặn cái lối đi của con trồn. Không cho nó đi vào lối này thì chúng ta sẽ chặn. Đó, chặn cái cây như thế này. Đấy thì nó thấy vướng là nó sẽ bắt buộc nó nhậm vào cả. Đấy, một video thì chia sẻ cho anh em cách đánh trồn dựa theo lối mòn nhé. Đấy, anh em nào xem được video này cần cho mình cái cạm bẫy trồn này thì liên hệ cho em. Đấy, em để số điện thoại góc màn hình video ấy. Bây giờ thì chào anh em nhé.